ngày xưa cái này là cái bác sĩ tình hình ấy. Anh em cũng biết phẫu thuật đúng không? Vâng, cứ bảo là cái này đi cắt đi lên cậu cũng cắt cho mà có biết thế mới hiểu quý quá thì đừng quá quý cậu cháu lên cậu cắt cho lồi thì chỉ rất là tốt đấy nhá, anh là sẹo lớn này thôi chứ còn sẹo bé bé thì cũng quả lắm. Đây nó để lâu rồi. Đây công nghệ laser vi điểm, công nghệ này nó làm cho cái sẹo anh nó được tái tạo bề mặt, đồng thời là nó ánh sâu vào lớp sẹo cơ của anh ấy. Collagen anh làm cái sẹo nó mềm dần. Đấy về anh cảm thấy hơi rát lúc làm thôi, nhưng mà sau về nhà đấy nó đỡ ngứa đúng không? Thực sự rất là nhiều. Thanh niên anh bên ông bị trứng cá ấy, nhá, tên điều trị không có tốt đấy, thế là từ trứng cá ở vùng ngực thành sẹo lồi như này, nhá, nhiều lắm. Thôi, tôi sẽ là phần dưới cho anh ấy nhé. Đây là nhà phía phần dưới nó nhiều hơn.